Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ cắt đứt và đoạn tuyệt quan hệ với WHO, Tổ chức Y tế Thế giới vì bị Trung Quốc thao túng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29 tháng 5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại, không đáp ứng thích đáng với virus corona vì Trung Quốc đã kiểm soát hoàn toàn tổ chức toàn cầu này. Quyết định trên đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng. Viện dẫn cách xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Tổ chức Y tế Thế giới cùng sự chi phối hết sức ghê gớm của Trung Quốc lên tổ chức toàn cầu trong lĩnh vực y tế này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nói các quan chức Trung Quốc đã phớt lờ trách nhiệm báo cáo của họ về virus corona với Tổ chức Y tế Thế giới và gây sức ép lên tổ chức này để đánh lạc hướng thế giới khi nhà chức trách Trung Quốc phát hiện những ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tiếp, Trung Quốc đã nắm toàn quyền kiểm soát Tổ chức Y tế Thế giới, bất chấp việc chỉ đóng có 40 triệu đô la mỗi năm so với những gì Mỹ đóng góp vào khoảng 450 triệu đô la mỗi năm, như vậy là gấp hơn 10 lần. Chúng tôi đã nêu chi tiết những cải tổ họ phải thực hiện và liên hệ trực tiếp với họ, nhưng họ đã từ chối hành động. Vì họ đã không thực hiện những cải cách được yêu cầu và rất cần thiết, hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển những khoản tiền đóng góp cho quỹ đó cho những nhu cầu y tế cộng đồng toàn cầu khẩn cấp khắp nơi trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ khi nào quyết định cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới của Mỹ có hiệu lực. Được biết, nghị quyết năm 1948 của Quốc hội Mỹ về tư cách thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới viết rằng Mỹ có quyền rút khỏi tổ chức nếu thông báo trước một năm. Và Mỹ là thành viên duy nhất có thể rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới một cách hợp pháp, đặc quyền mà Washington đã yêu cầu khi gia nhập tổ chức này. Và quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ngay bên trong nước Mỹ, đặc biệt là giới lập pháp của Đảng Dân Chủ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từng chỉ trích các quyết định của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới, cho đó là vô nghĩa, bất hợp pháp và nói rằng các thành viên Đảng Dân Chủ sẽ thách thức động thái này ngay lập tức. Bà Pelosi cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đang giữ vai trò cần thiết trong cuộc chiến với viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 29 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Y tế Thượng viện Mỹ Lamar Alexander cho biết ông không tán thành quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, việc rút tiền tài trợ và tư cách thành viên của Mỹ tại Tổ chức Y tế Thế giới có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phối hợp bào chế vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán, cũng như các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới liên quan các bệnh dịch khác có thể xâm nhập vào nước Mỹ. Việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới cũng có thể khiến hợp tác giữa Mỹ và các quốc gia khác trong cuộc chiến chống dịch trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới có vai trò hàng đầu trong việc điều phối, phản ứng toàn cầu và hỗ trợ các quốc gia thành viên kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Còn Bộ trưởng Y tế Island Simon Harry đã gọi quyết định cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một quyết định tồi tệ và khủng khiếp. Theo vị quan chức này, hiện là thời điểm thế giới đang cần chủ nghĩa đa phương hơn bao giờ hết và rằng một đại dịch toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác toàn thế giới. Ông kêu gọi các nước nên đoàn kết hơn trong việc chống dịch thay vì đối đầu với nhau. Đây cũng là quan điểm từng được nhiều lãnh đạo trên thế giới và châu Âu nhắc tới trước đây như Tổng thống ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Pháp Macron. Quyết định cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới của Mỹ diễn ra khi thời hạn 30 ngày mà lãnh đạo Mỹ đưa ra cho Tổ chức Y tế Thế giới cải cách chưa kết thúc. Đây là hình ảnh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới được chia sẻ trên trang Twitter. Trước đó, trong bức thư dài 4 trang, đây là ngày 18 tháng 5, được giới truyền thông gọi là tối hậu thư gửi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổ chức Y tế Thế giới có 30 ngày để sửa sai, nếu không Mỹ sẽ vĩnh viễn cắt nguồn tài trợ và xem xét lại việc tham gia tổ chức này. Trong thư gửi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Trump nói rằng rõ ràng những sai lầm do ông và tổ chức của ông mắc phải trong cách ứng phó với đại dịch đã gây tổn thất cực lớn cho thế giới. Cách duy nhất với Tổ chức Y tế Thế giới lúc này là thực sự chứng tỏ sự độc lập với Trung Quốc.
Các cáo buộc mà tối hậu thư nêu ra bao gồm những việc sau. Tổ chức Y tế Thế giới đã phớt lờ liên tục những báo cáo đáng tin cậy về sự lây lan của virus corona tại Vũ Hán từ hồi đầu tháng 12 năm 2019 hoặc thậm chí còn sớm hơn nữa. Trong đó có các báo cáo đăng trên tạp chí y khoa Lancet. Tổ chức Y tế Thế giới đã không tiến hành điều tra độc lập các báo cáo đáng tin cậy nói nội dung xung đột trực tiếp giữa những thông tin do chính phủ Trung Quốc cung cấp. Tiếp theo là Đài Loan đã sớm gửi báo cáo tới Tổ chức Y tế Thế giới để cảnh báo sự lây nhiễm từ người sang người của chủng virus mới nhưng đã bị Tổ chức Y tế Thế giới cố tình phớt lờ. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch về virus corona chủng mới hoặc rất thiếu chính xác hoặc lừa dối dư luận, bao gồm tuyên bố ngày 14 tháng 1 năm 2020. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới tái khẳng định tuyên bố của Trung Quốc nói rằng virus corona không thể lây nhiễm từ người sang người, một điều mà tới giờ đã được chứng minh là sai. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, dưới sức ép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổ chức Y tế Thế giới đã không tuyên bố tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19 và chỉ một tuần sau đó mới thay đổi quyết định này vì không thể bác bỏ các chứng cứ quá thuyết phục. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị trực tuyến Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 73. Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc công khai và minh bạch về dịch COVID-19. Dịch bệnh xuất hiện trước tiên ở nước này vào cuối năm 2019 và sẽ ủng hộ cuộc điều tra được tiến hành một cách khách quan và công bằng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp trực tuyến tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào ngày 18 tháng 5. Ông cũng cam kết tài trợ 2 tỷ đô la trong 2 năm giúp đối phó COVID-19, đồng thời nhấn mạnh bất cứ vaccine nào được phát triển ngừa COVID-19 tại Trung Quốc đều sẽ có lợi cho cộng đồng. Ông nói, việc phát triển và triển khai vaccine chống COVID-19 tại Trung Quốc khi có sẵn sẽ trở thành một sản phẩm mà toàn cầu có thể tiếp cận. Đây sẽ là sự đóng góp của Trung Quốc trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận và chi trả vaccine đối với các nước đang phát triển. Theo ông Tập, khoản tiền này sẽ được đóng góp trong vòng 2 năm. Năm ngoái, Trung Quốc đã góp khoảng 86 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, trong những tuần gần đây, nước này cũng đã gửi trang thiết bị y tế tới hơn 50 nước châu Phi và 46 nhóm nhân viên y tế của Trung Quốc hiện đã có mặt tại châu lục này để hỗ trợ các chính quyền sở tại. Khoản viện trợ quốc tế 2 tỷ đô la sẽ dùng để ủng hộ các cuộc chiến phòng chống dịch bệnh cũng như khôi phục phát triển kinh tế xã hội của các nước bị tác động bởi dịch bệnh, đặc biệt là các nước đang phát triển. Không chỉ có vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã dành lời ca ngợi Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros. Ông Tập đã nói như sau, dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Tedros, Tổ chức Y tế Thế giới đã đóng góp lớn trong việc lãnh đạo và thúc đẩy phản ứng toàn cầu đối với đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng kết quả công việc của họ cần được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc không nhận được sự hoan nghênh từ nhiều phía, đặc biệt là Mỹ. Đây là hình ảnh chụp màn hình thống kê của trang mạng worldometer.info tính đến ngày 30 tháng 5 và lúc 13 giờ 45 phút về tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Theo đó đã có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh và gần 370.000 người tử vong vì COVID-19. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John khẳng định cam kết của Trung Quốc là một biểu hiện nhằm đánh lạc hướng lời kêu gọi của ngày càng nhiều quốc gia bị yêu cầu giải trình trách nhiệm về sự thất bại của chính phủ Trung Quốc trong việc đáp ứng các nghĩa vụ của họ, nói lên một sự thật và cảnh báo thế giới về những gì đang diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 20 tháng 5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề virus corona. Ông gọi khoản tiền 2 tỷ đô la mà Bắc Kinh cam kết chống đại dịch là quá nhỏ so với mất mát hàng trăm ngàn sinh mạng con người và hàng ngàn tỷ đô la. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh đã hành động minh bạch sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói nếu ông Tập muốn thể hiện điều đó, ông nên tổ chức một cuộc họp báo và cho phép các phóng viên hỏi ông bất cứ điều gì họ muốn. Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Pompeo nói tiếp như sau. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong tuần này rằng Trung Quốc đang hành động với trách nhiệm công khai minh bạch. Tôi ước gì sự thật là như vậy. Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh tiếp tục giữ các mẫu virus chưa cho phép tiếp cận các cơ sở kiểm duyệt thảo luận và nhiều việc khác nữa. Ông nói thêm, tôi mong sẽ thấy họ thực sự thực hiện cam kết trị giá 2 tỷ đô la đó. Những đóng góp của Trung Quốc trong việc chống lại đại dịch là quá nhỏ so với thiệt hại mà họ đã gây ra trên thế giới. Trong một diễn biến khác, vào ngày 27 tháng 5 năm 2020,
Tổ chức Y tế Thế giới loan báo thành lập một tổ chức để vận động cho các tài trợ có thể giúp giảm bớt thiếu hụt tiền mặt, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống lại virus corona. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros loan báo việc thành lập WHO Fundator. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nói việc này không liên hệ tới các vấn đề tài trợ gần đây mà được xúc tiến trong nhiều năm qua. Ông Tedros nói Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo nhiều lần về đại dịch trong những năm gần đây. Các nước đã nhận biết được những cách biệt trong việc chuẩn bị chống đại dịch, nhưng tài chính chưa được vật chất hóa, ông Tedros nói. Trong tháng này, ông Tedros tuyên bố ngân sách hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới vào khoảng 2,3 tỷ đô la là rất nhỏ đối với một cơ quan toàn cầu, chỉ bằng ngân sách một bệnh viện trung bình tại các nước phát triển. Ông cũng nói các nguồn tài trợ hết sức không chắc chắn. Tổ chức Y tế Thế giới với bộ phận Fundator được thành lập như một thực thể độc lập để tìm tài trợ nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới giải quyết những vấn đề y tế khó khăn nhất bằng cách gây quỹ mới từ những nguồn không truyền thống. Cũng tại buổi họp báo vào ngày 27 tháng 5, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan nhắc lại Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chống lại việc dùng thuốc Hydroxyl để chữa COVID. Đây chính là loại thuốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ đoạn tuyệt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới vì bị Trung Quốc thao túng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.